Bây giờ thì các bạn biết không? Nằm ở khách sạn một mình. Dù mình đã no rồi nhưng mà ăn cái này vẫn ăn được. Tại nó ngon quá. Kia. Yeah. Ăn mê cái bánh rồi. Hơn 200 đô la, 217 200 mấy. Xong mang lên cái hộp trong khách sạn kiểu hỏi chấm vãi. Tớ không định quay cái video này đâu. Có rất nhiều câu chuyện mà phải quay video và trên YouTube và phải là video dài. Có rất nhiều chuyện để kể và bây giờ trông tớ cũng buồn cười. Tớ hôm nay trông tóc tai như thế này, mặt mũi đần độn như thế này là vì tớ vừa mới ngủ dậy. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều hơn, 5 rưỡi. Và hiện tại thì tớ đã đỡ sốt rồi. Tức là cả buổi từ sáng nay đến đấy là tớ lúc nào cũng nôn nao rồi xong tớ bị... Thứ nhất là tớ bị sốt. Bây giờ thì các bạn biết không? Nằm ở khách sạn một mình. Mọi bạn ấy chưa, mọi bạn đã về hết rồi, đi hết rồi, chưa là hey, tính ra mày enjoy cuộc đời mày, đâu có mấy ai được như mày. Có tiền đấy. Vậy các bạn thấy video là như tiêu đề và thumbnail của mày, các bạn cũng biết. Yup, tớ đang ở Hồng Kông một mình. Và bây giờ cho đến 5 giờ chiều ngày mai. Thật ra là 4 giờ bay rồi. Tớ ở tầng cao nhất của cái tòa nhà này là tầng 18. Bạn thấy không? Đó, nhìn trời nhìn như này. Đấy, thấy không, phải không? Đây là bảo sao tự nhiên mình... Đấy. Tự nhiên mình thấy tươi tỉnh hẳn ở trời đẹp. Đây là cái thuốc giảm đau hạ sốt mà của bạn tớ nói được việc mà rất là tốt. Quả của bạn tớ để được làm riêng. Và nếu tớ định đi gần gần xung quanh khách sạn thì cuối cùng tớ quyết định là phải kẻ vẽ một chút. Trong lúc kẻ vẽ mình chơi game. Có vẻ như là ôi, nhân mây kéo đến, mây đen kéo đến rồi. Em chỉ đánh sinh dưỡng thôi. Chờ đánh thì môi cũng hồng. Biết đâu đi ra ngoài nên cảm thấy khỏe khoắn hơn. Tự nhiên mình đi shopping và mình thấy mình khỏe khoắn hơn. Cái về mình lại đỡ bệnh thì sao, đúng không? Ok. Thế là tự nhiên tôi lát quá mọi người ạ. Lại không biết là cái ví tiền tôi để đâu rồi. Trong cái này thì có cả vitamin C nữa nên nó cũng tốt. Uống hàng ngày, luôn mang theo hộ chiếu. Mua đồ, có một cái thói quen ở bên Hàn ra ngoài đường hay mang theo passport hoặc ID. Tại vì mình sẽ không may mình uống đồ có cồn mình phải có ID này. Ok. Có từ khoan đã, check lại lần cuối này. Có tiền. Có tiền, có passport là được rồi. Xin không? Bag check. Airport check. Su check. Nói chung là mặc đồ bình thường thoải mái. Đi thôi. Cái dạo này tớ ở cái chỗ này rất là đẹp. Tương mọi người mọi nơi rồi. Bây giờ sẽ đi tàu điện ngầm để đến Hami. Mình phải đi đến East Shinchansui Station. Của map đang dẫn ta đi cái đường. Ủa alo. Alo. Ủa. Hòa nhà. Ủa sao cái store người ta phải ở đường lớn chứ. Oh. That one. I never do a foreign break first. Hả? Hòa nhà. Đây thì lạ sao, mình xinh quá. Skincare. Oh, cute.
Sách này có mua không nổi rồi. Cái tiệm này giống cái ga điện ở nhà mình nhỉ? Tại mình thích xài một cái dầu. Đặc biệt là mặt nạ Dr. Moza đây rẻ cực luôn. Cái này cái này cháu hơi xinh nhỉ. Cái này nó hơi giống nhau mà nó khác chất liệu. Wow, đi rồi. Cái này là sáng nhất đêm luôn. Đã lấp lánh chưa? Ôi cái này. Cái này thôi. Rồi bình thường tôi không ăn gà mà cái gà này ngon quá. Gà này ngon quá. Rồi. Cái này ngon quá. Cái này ngon. Cái này ngon mày. Gà không chấm cũng ngon rồi. Mình không ăn gà nhưng mà cái gà này ngon xỉu á. Đồ ăn ở Hồng Kông thì ngon. Nói chung là ăn chưa ăn hôm nào fail cả. Trà chanh của tôi cũng tới. Có một cái ở Hồng Kông họ không có ăn ngọt á. Thành ra trà sữa của họ cũng không ngọt. Trà này còn thậm chí không có đường cơ. Thì đúng là trà và chanh và đá. Họ cũng không uống đá mấy. Nhưng cái khẩu vị không ngọt của người Hồng Kông thì tôi lại rất thích. Và giống người châu Âu nói rằng là không thích Hồng Kông lắm. Tại vì là kiểu người ở đây họ cứ căng thẳng kiểu gì đó. Họ hơi khó chịu ấy. Còn áp lực đi ăn nhà hàng 5 sao mà áp lực lắm. Mình thấy do cuộc sống ở đây căng thẳng ấy. Mình đi ngoài đường, mình đi tàu chẳng hạn, đi ngoài đường thấy mặt mọi người chả có vui vẻ gì cả. Người vui vẻ là người đi du lịch. Còn những người ở đây trông họ rất là depressed. Có thể là do cái ngày trước còn ở Vệ Hồng Kông có cuộc biểu tình này. Sau đó được Covid này các thứ. Nhưng mà kiểu mọi người không vui vẻ. Cái bữa ăn đó 260. Thấy ngon. Bình thường nhà chúng ta ăn trong thương mại thì là đắt rồi. Ở Hồng Kông mà ăn cái bữa trưa này khách sạn cũng không đủ. Nè, xinh đẹp quá. Trình bày xinh lắm mọi người. Nhìn mà muốn mua quá. Đó. Luxury flower sale amount. Everyday consumer. Listener. Trên tay. Nhìn hay lắm mọi người. Ash brow. Cái này là eyebrow mà. Highlighter. Eyebrow mixture, mua thử một cái. Lấy. Đây là một hãng của Nhật. I am the proof, the beauty. Mua thử mới được, kể mắt. Trời mắt này có nhìn đẹp quá trời, nhìn đích kinh à. Tôi sẽ mua cái tẩy mắt này có 50 đồng. 150, trời ơi. Lấy lên 2 cây. Đam mê cái món tẩy này.
Thầy cũng kiểu mình thích không ngọt. Dù mình đã no rồi nhưng mà ăn cái này vẫn ăn được, tại nó ngon quá. Đây mọi người, đây gọi là lúc đi một mình lúc về ta xếp nách na. Mà cái tính này đã đi quyết tâm đi shopping để mua không được, rất là khó chịu. Thế phải lao đầu vào mua. Về unbox nào. Đây là thành quả của ngày hôm nay. Tôi rất sợ là sáng mai tôi đi ra, trưa mai tôi đi ra sân bay là tôi lại đú. Nhưng mà riêng cái chỗ này ngày hôm nay đã làm 10 triệu. Ai muốn tiết kiệm để mà giờ đi Hồng Kông đó mọi người. Review cái bánh này, bánh trứng này siêu ngon. 20 đô la Hồng Kông, 60.000. Tôi để nó bị nát nát rồi, ngon lắm. Tôi thích cái này nhất luôn. Cái này là snack ở Hồng Kông mà tôi thích nhất. Ăn cái bánh này không dứt được miệng, không cảm thấy cắn miếng nữa. Ngon xỉu. Chắc nó có thể làm một cách đỉnh cao như thế nhá. Nó không ngọt, nó thơm. Nó rất là có mùi béo béo nhưng ăn không hề bị ngấy. Ok, cái view này là của cái tiệm mình khá là cute rồi đã vào. Cái bill này là 391.2 đô. Thì là 392 đô. Toàn là cái, ui cái đồ này thì rẻ mua. Cái bạn lạ. Đấy là hai cái tẩy trang mắt bằng mascara của Herring. Cái này rất đỉnh được khỏi nói này, cũng rẻ. Cái highlighter, cái màu của nó rất là xinh. Cái brand này tôi không biết của Nhật. Test thử nhé. Cái màu của nó nhìn ở đèn không biết cho trong nhà buổi tối nhìn ra, chứ là cái màu này của nó là hơi kiểu màu sơn đen golden xíu, nhưng mà tới đây thì có vẻ đậm hơn. Ôi dồi ôi, ui ấy nhũ ra đẹp lắm, nhìn này, cái màu nó không bị đậm quá. Thấy mọi người thấy cái nhũ không, đẹp quá đi mất. Cái này là một cái hãng, một cái mascara của iBrook, nó rất là đẹp. Trời ơi, cái kiểu mà như thế này các bạn bảo sao tôi không mua. Ai mà xem Hương Quýt từ ngày xưa này, các bạn biết rồi, tôi chắc chắn là tôi thích mấy cái hologram như này. Quá đẹp. Tôi giữ lại, khổ quá đẹp. Cái bịch này nhìn thế thôi, trông ghẻ ghẻ này nha, mắc tiền cực. 6 triệu mấy. Cái này Apple của tôi không tính. Tôi có bị nghe cái chị bán tư vấn ở cửa hàng ấy. Cái cửa hàng tôi nói là giống Guardian ấy. Đây, tôi mua hai cái này. Đầu tiên tôi định lấy Dr. Morita vì tôi thích hãng mặt nạ đấy. Thì xong chị kêu là cái đó xài bình thường thôi không bằng cái này. Cái này của Bio Essence. Và cái này dùng rất là chạy, bán rất là đắt và đang được giảm giá khi mua 2 hộp. Nghe người ta nói một hồi, cái xong mình kêu wǒ shàng xìn nǐ. Chết cả. Mình nói với chị là tôi tin chị, tôi mua thôi. Đấy họ tư vấn kiểu thuyết phục lắm. Xong cũng bị dụ thêm cái này. Cái này là của Anh. Họ kêu cái này rất là tốt. Mình định mua một cái của Nhật mình thử. Mua cái này là sẽ hỗ trợ làm đào thải cái tiêu mỡ ở cái phần eo bụng này nhanh, cũng để xem nào. Mà cái này khá là mắc. Bill này là 575.9 tệ, là 576 tệ. Thì cái hộp này là 368 tệ. Và tớ mua một cái này là thấy cái set này khá là rẻ. Cái set đô này có 29.9 là 30 tệ. 30 tệ tính ra là 30 x 3 90.000 à. Có 9 triệu đến 100.000 một cái set của đô này. Hơi mưu phức quá. Lại là kiện đi mang du lịch, mỗi lần mà đóng đổ đóng lười. Ở đây có dầu gội, dầu xả này, sữa tắm này, với cả sữa rửa mặt luôn, rất là tiện. Tôi thích mấy cái đồ này. Và cái cuối cùng nữa là cái này là cái cream nước hoa gì đấy của cái hãng người ta đi qua người ta đưa thử. Cái này là một cái nước nhỏ mắt này, tôi mua ở cửa hàng tiện lợi. Ôi xinh quá này. Những cái màu min pastel là mình nhớ lấy cái nhà của mình ở Hàn Quốc. Ôi nhỏ vào phê. Ui tỉnh luôn này. Tự nhiên quay clip như này vui lắm. Nên cảm thấy giống như mình cái hồi mà mình đi đài lần đầu, đi mấy cái nước khác, lúc nào cũng có clip và shopping, xong ăn bốc đồ thì nên thấy khỏe mạnh. Ok, cái đống này rồi, bỏ cái bánh này ra, ngon quá cắn miếng. Bịch này mới là mắc tiền, trong cái túi có vẻ ghẻ ghẻ, trông cứ tưởng cái gì. Rất mắc tiền, các bạn chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cái này rất nổi tiếng. Tên 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 tên, SK2. Một set SK2, fancy chưa? Tiếp nha, một cái này nha. Nhìn thôi, chuẩn bị sợ đi. Tên 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 tên, Estee Lauder, chai 100ml hẳn hơi nha. 100ml, chai 100ml à. Vâng, Estee Lauder. Một chai nước hoa CK Black. Một chai nước hoa của YSL Estee Lauren. Dòng Libre, brand yêu thích Dior, Lip Dior. Cái dòng dưỡng, cái son dưỡng này tớ xài quá trời quá đất bao nhiêu màu ấy. Cái này có cái mẫu packaging mới này, nó có khắc cái chữ đây đây này. Chắc là
tôi sẽ quay lại cái đăng story nha mọi người. Chứ cái đèn ở trong khách sạn nó tối quá nhìn không được. Nhưng mà nó khắc cái chữ Dior ở trên này này. Này mọi người, khắc cái này khắc với cái bản cũ này. Tớ thì sẽ thích là cái màu này là màu 01, là cái màu rất là cơ bản. Chắc mai phải giờ nó mua thêm cái nữa mới được, trời ơi. Các bạn nào thích mà son có màu tự nhiên, nếu mà ai mà đầu tư dòng Dior này, nói chung là không cần phải ca ngợi, tôi dùng thì bao nhiêu năm rồi không nói. Cuối cùng là cái mắt của là Lancôme, đây là dòng Jenny Phoenix X gì đấy, nhưng mà đây là dòng cái mắt. Cái cái mắt này cũng rất là nổi, 2000 mấy Hồng Kông nhỉ? Là 6 triệu mấy đấy. Và nhá, tính ra cái set cái Lancôme này rất là rẻ. Lancôme này 289 đô. Cái YSL này là 409 đô. Cái Cifei này rất là rẻ này, có 179 thôi. Ủa lộn nha, ST, cái ST này mắc nhất này. Cái ST này là 600 đô. 600 đô nhân 3 là tính ra 1.800.000 thôi, được 100 mil lận. Còn cái set này là 285 đô, 269 đô. Cái này nếu mà mua ở sân bay thì sẽ rơi vào khoảng tầm 1 triệu hoặc 900 mấy. Đó, rẻ lắm. Nhà đây tất cả đều được giảm thuế, không có thuế. Ở Hồng Kông là free taxi, thử cái nước ngoài đi. Ok, chai nước ngoài, ôi xinh quá. Quá là xinh luôn, trời ơi. Điện thoại luôn á. Giờ chuẩn bị đi ngủ đấy mà xịt một miếng nhá. Xịt ra đây để cho các bạn cùng ngửi này. Wow, chết rồi, đi Hồng Kông kiểu này. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Video này tỏa mùi thơm. Good night, everyone. Trời đất, ngủ dậy mà tóc tai bồng bềnh đẹp quá này trời. Morning Hong Kong. Chào sang hà, sang cảng, ôi giời ơi. Trời ơi, sương gió phập phùng kìa mọi người ơi, trắng xóa luôn. Ở dưới trời mưa nữa. Trời ơi, cái gì vậy nè. Trời ơi, đặt một chân thật chiêu chiêu. Như đánh răng rồi mà. Cái mặt mình dễ ngủ nhỉ. Check out xong rồi mình gửi vali xíu, xong mình đi lên quanh xíu xíu, xong tầm 1 giờ 12 giờ đấy mình ra lại, mình đi ra sân bay là được đúng không nhỉ? Chạy đi, đừng quên sạc mọi người. À mà ở đây họ sạc xài sạc 3 chấu ấy, phải mua cái chuyển đổi nữa. Đây mọi người, ổ như thế này bạn nên mang theo cái ổ đa năng này. Ok, 가자. 이 톡. 왜 thôi? 왜 thôi? Này, hôm nay đẹp gái hơn hôm qua, tươi tỉnh hơn hôm qua đúng không? Nhưng mà tự nhiên đấy giờ hắt xì nhiều quá. Ê, cứ mở cửa nha mọi người. Tình hình là tôi không nhớ cái shop ngày hôm qua tôi mua đồ là gì để tôi quay lại tôi mua cho bạn tôi. Trời ơi. Ăn mê bánh rồi. Đau quá. Bác sáng đã uống cà phê rồi nhưng mà chẳng lẽ lại không uống buồn đi. Cà phê buổi sáng rồi. Mẹ đọc báo rồi. Quá ngon, ánh sáng ở đây đẹp dữ vậy ta. À, 50 đô. Tôi chưa nói với các bạn này mà là ở Hồng Kông á, các bạn bớt ăn đi, bớt ăn ngon, bớt ăn uống đi, các bạn sau thì mua đồ rẻ hơn, mua đồ rẻ hơn, ăn uống rất là nhiều. Và tớ thì ai nhịn mua đồ thì nhất định phải ăn ngon. Sống để ăn ngon mà. Chiêu quá này, tuy rằng hôm qua ngủ không được, ngủ được khoảng 4 tiếng thôi nhưng mà không cảm giác buồn ngủ lại luôn á, bị khùng bị điên.
Ui, đẹp. Mua. Không mà xin $290. I'll take this. Xinh không? Xinh nhỏ. Cái này là Isabella. Em thấy xinh gái lạ lùng, mình ốm xong mình nhận thấy hạnh phúc vậy ta. Hay là mình được xúc đinh. Thì tôi thề với các bạn nhé, tôi mua cái đôi này tôi gắm lên tay một phát, tôi mua đúng 5 phút thanh toán luôn. Tại vì này, không phải đẹp quá. Thôi lại vì nó xinh ý. Cánh mà. Tôi có một đôi cánh trên thần ở lưng, ở tay. Thôi. Đấy. Yeah. Em thề luôn, mua 100 phút luôn, mua như kiểu bị thôi miên đấy mọi người, chết rồi. Thế thì phải rời khỏi đây thôi. Tức ghê, mưa này, mưa rồi. Quảng Châu này. Đông Quan 7 chiếc. Cái quần áo đi Quảng Châu đúng không? Tàu 2 speed đúng không? Ê, tàu này đi được tất cả Trung Quốc à? Được, anh đi thẳng Trung Quốc hả? Bây giờ mà có khi ra Trung Quốc và tôi bay ở trên nhà ngồi tàu 30 phút một tiếng thì sẽ hình như sang được Quảng Châu ấy. Mưa, sương mù căng trắng luôn rồi, thấy không? Buồn thật nhiều. Như vậy mà sao tôi không ốm? Nó có sân bay, trực băng ở đấy nhỉ? Một váy này. Giờ lên tầm. Buồn ngủ quá. Nghe lên tầm cái buồn ngủ. Tôi vừa qua cái chỗ check đồ hải quan ấy. Không biết trai tráng ngon ơi là ngon bị bắt bỏ ra. Nhà Louis Vuitton to đùng nè, xong cái nhà Chanel nữa nè. Wow. Đây, tôi đã tìm thấy thiên đường của tôi đây rồi đây này. Quẹo 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 đi ngắm thôi. Cho nó đầy đầy mới. Today's come and go, sunrise and set. Today's destiny is perfect time to go to New York City. Wow. Green tea. Can I smell this? See the moon. This one is a strawberry vanilla green tea. Chà mẹ, rất là đắt luôn mà. Trời ơi, thôi. Chà xin lắm. Làm mua có thích uống chà nha. Chà, và anh có cần phải làm đẹp cũng hơn. Rồi. 3 giờ chiều ngoài trời nhìn như kiểu tối nơi. Ở sân bay họ có mấy cái chỗ mà làm việc này không? Này, tiện nó chửa, sẵn lên rồi. Xong có cái này hé này. Và các bạn có thể nằm được. Đúng không? Ui, có người đang nằm. Anh thấy cái nằm có người nằm hết tiêu rồi. Ê dạ. Ê khóe nha, nhưng mà không có chỗ sạc pin. Học pin thì có cổng USB thôi mà gọi cho con. Ê có cổng IC. Yeah. Em mình xíu. Trong phòng mình có hơi thích. Trời ơi, chờ
trời. Xong giờ không có mạng